Hello hello, chào các bạn. Đây là chợ 88 các bạn của Sân Lê Trò. Hôm nay có ông Dượng, ông cũng ở gần đây. Ông qua ông mời hai chồng mình đi ăn điểm sắm. Đây, đó. Đây các bạn xem. Hôm nay là ông Dượng của vợ mình. Tức là ông này là anh em bạn rể với ông và vợ mình đó các bạn. Đó. Hôm qua qua ông rủ mình đi ăn điểm sắm. Đây, mình quay cho các bạn xem. Từ nhà mình đi bộ ra đây khoảng một cây số. Rồi từ nhà của ông Dượng đi qua đây khoảng 3 cây số. Đó. Giờ mình do điểm sắm mình quay cho các bạn xem chơi. Đó, nhà mình ở trong đó đó các bạn. Nhà mình ở trong đó đó các bạn, ở trong sườn núi đó, ở dưới chân núi đó các bạn. Rồi đi bộ ra đây. Đó, đi bộ ra đây. Đó, dài lên đây, lên lên đây. Ở đây cũng như là quốc lộ này các bạn. Cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh mà có cái đường lộ Nguyễn Huệ vậy đó. Thì cái đây là mình đi đâu không biết mà lại tới con đường này là mình biết đường về nhà. Đó, cũng dễ lắm các bạn. Đây là đường xá của Mỹ, nó chằng chịt, nó nhiều đường, nó rẽ như bàn cờ vậy đó. Như mình định hướng được một con đường là mình biết đường về nhà nha các bạn. Cũng dễ lắm các bạn. Nhưng mà đây chạy xe ai cũng có cái bản đồ GPS hết các bạn. Rồi cho nên ra đi nó cũng dễ lắm. Tới cái quán điểm sắm này các bạn. Chắc ở trong cái giải này mình chưa đi ăn bây giờ. Nhưng mà có lẽ ông Dượng đi ăn nó nhiều lần này. Hôm qua ông mời mình đi lại đây ăn. Đây hả? Đây, kim cong gì đây? Dim sum là điểm sắm. Wow. Đây, mình vô đây mình ăn nha. Đông quá ha. Đông quá. Rồi, hôm nay ông Dượng đãi cứ việc kêu món ngon xong nha. Món gì mà ngon nhất ở đây hả Dượng? Dượng đãi hoài vậy, hôm nay con trả tiền cho Dượng. À, bữa nay mình để mình trả tiền đó chứ. Đây, vô. Bạn thấy không, ăn đông ghê không? Ở gần nhà mình mà mình đâu có biết cái chỗ này đâu. Biết mà chưa có lại ăn á, chưa có vô ăn lần nào hết á. Đây, vô đây mình ăn, mình quay các bạn xem chơi nha. Này, điểm sắm này là tôi bán các món của người Hoa các bạn. Đông quá các bạn ơi. Trung Quốc cái chợ Đài Loan chợ đó ở đâu ngoài Hà Nội á Dương ơi. Ổng quê ổng ở miền Bắc nó làm vô trong cái bịch túi lọc mà đều ngon lắm, thơm dữ lắm. Giấm trà phải không em? Nhanh bẩn đây, giấm trà, giấm chẩu là uống rượu hả cả Dượng? Giấm trà là uống trà. À, trà ngon quá. Cháu chơi chim với cả là cháu chơi không có chim Mình giao ngầu bạc, ngầu bạc. Ngầu bạc gì hả? Ồ, nít pin chứ mà. Mình ngầu bạc gì? À, ngầu bạc gì? Đi qua cái ngầu trong cái đèo. Xong hồi gãi với cái ngầu bạc, xong rồi đi. Xong rồi đi, xong rồi đi. Xong rồi ngầu bạc trong cái đèo. Không có ngầu bạc đây à? Không có ngầu bạc đây à? Ngầu bạc đây à? Ngầu bạc đây à? Ngầu bạc đây à?
có cái hình xào mì, lớp tờ xào mì. Nói nhỏ tiếng cái đâu ra nha. Dạ. Điều mì, đi để ngủ. Cũng sắm xe lên trời. Ăn cái này trước. Sắm xe lên trời. Mệt rồi. Mì cộng dài quá. Dính qua bên ông Dũng luôn. Chụp gõ Việt Nam hả? Dạ. Chụp mở lên coi nhớ. Đúng rồi, làm YouTube. À, đúng rồi, YouTube. Con mốt là Dũng vô coi. Em ơi. Dạ, được rồi, Dũng không đi được. Ừ. Cảm ơn Dũng. Được rồi, Dũng ơi, cảm ơn Dũng dạ. Dưỡng gấp đi dưỡng đi. Tùng chảo. Biết hả? Dạ. Gà tùng chảo. Ở Việt Nam không có làm mà ra đây cái gì biết làm. Biết chỗ mua nữa hả? Dạ. Mua làm. Rồi, tới món gà tùng chảo. Đây, cái giò gà làm rất là ngon các bạn. Mềm. Thơm quá. Cái này làm thơm á. Ngon không ảnh hệ. Sườn xào tàu chi, sườn hấp tàu chi. Cái phần trước cái này kêu bằng gì? Sà tế. Sà tế thì thấy không ngon sà tế mình. Không có cay. Dễ dễ ăn, có nhiều người ăn cay lắm vậy. Ba nốt làm sa tế khéo lắm vậy. Ba nốt làm sa tế không? Ớt là cay, quái ớt cay. Em chưa làm món này nè. Chưa. Bánh hẹ nè. Chưa làm món này. Chưa làm bánh hẹ nè. Bữa nào làm bữa lên. Trong ruột mới có gì không? Hẹ. Hẹ xào. Con lên YouTube con thấy cho cái người Hoa người ta làm nhưng mà ta để chữ tạo không à, con không có biết còn cái món nào bao nhiêu vật liệu bao nhiêu á. Cái là đã có dưỡng mà dương dịch chứ đã mà dương rồi nhưng là mà hẹ hả? Ừ, tôm nữa ngon thầy chứ à, con ở sâu kia rồi á, sâu sâu là về rồi đó. Cắm đi cắm vào xây kia bao. Đây cắm, đây muốn nhiều lắm, nhiều lắm. Xử lý. Có gì nha. Đây, đây. Chung vô, cho dưỡng. Dạ. Không nói chung vô, chứ bỏ gì, bỏ gì nữa. Cái này cái gì? Bà tử. Cái này ngon. Cái món này lạ trong này. Lạ. Mình nói gì mà chưa ăn cái đó nha. Cái này, cái này con quá. Có xào chua đó, con xào chua đó, xào giấm gừng rồi. Rồi bao tử này nó kêu bằng khăn khăn bằng lông rồi, khăn bằng lông. Wow, thử coi. Giòn quá. Giòn không? Giòn không? Ngon.
mình ăn đi. Ngon. Cho mấy ăn thử. Này miếng này vừa vừa nè. Thấm vô, thấm ngập luôn. Tôi coi cái nước chấm này làm sao mà về bắt trước làm nữa được không? Đầu với hành. Này như có giá nữa. Có giá nữa. Ngon giòn. Nước chấm này có hình như là nước tương hay là dầu hào gì đó với lại cặp với giá nè. À, món này đặc biệt nghe, món này đỏ đen đen giống tím giấm chưa ăn bao giờ. Giòn ngon quá. Cái này kia cái gì mày uống giá luôn. Cặp với giá luôn. Bao tử ăn vàng á. Đúng rồi, ăn kèm với giá ngọt. Ngọt lắm. Mới là mới ăn lần đầu này. Mới giòn. Bao tử thì có ăn nhưng mà làm vậy chưa ăn. Mềm. Đâu dai đâu. Con nói với mấy cái em ơi, vườn dẫn đi ăn cái nó trợ sướng như vậy. Vậy nội con nói với mấy cái em ở nhà ở Việt Nam đó. Nó nói sướng quá. Chưa tưởng nó qua. Tụi bay qua đây á, ông Dượng dẫn đi. Hả không? Tụi bay hôm qua, tụi bay ở bệnh, tụi bay chưa bị. Qua đây đi, ông Dượng dẫn đi ăn. Hả không? Ngon quá. Con cứ giờ lại chuyện 88 luôn với số. Rồi, ăn những khám trong vừa xong cho bộ. Chào các bạn. Mình rút đi qua bên kia mua vé số. Ông Dượng dẫn mình đi qua kia mua vé số. Qua 88. Qua 88 mua vé số. Bữa nay Dượng dẫn mình đi ăn chơi. Đây, quán điểm sắm này các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình đi cờ bạc. Đi lại chợ 88 mua vé số. Đây, nhà hàng này bán này các bạn, đủ món hết rồi các bạn ơi. Kim công. Diêm sắm. Đây là cái làng đi bộ qua đường này các bạn. Qua được chưa? Qua đi. Ở đây là đường mình đi mà. Đây chợ 88 này các bạn. Đó, qua đây mua vé số nè. Qua đây cờ bọt. Đó, xe nó thấy mình đi bộ tới là nó ngừng. Ngừng hết, nhường cho người đi bộ đi qua. Đây là chợ 88 đây các bạn. Vừa mua vé số. Ăn cái dưỡng tờ á. Vậy là trúng lại đó, dưỡng hay á, chim hay. Kìa dưỡng có mấy tờ đó kìa, dưỡng dò đi. Đây là chỗ này bán xe cũ các bạn. Các bạn thấy xe cũ đó, các bạn thích chiếc nào đó, xe cũ ở đây khoảng mấy ngàn chiếc rồi các bạn ơi, rẻ lắm các bạn, không phải như ở Việt Nam một chiếc giờ là mấy trăm triệu đâu. Ê,
đây, xe cũ nè các bạn. Nói tiếng cũ vậy chứ xe đây còn mới tinh nè các bạn thấy không? Đó. Đó, đi vô đây là vô nhà mình các bạn. Rồi, cái chuyện xe vô đây. Rồi, bye bye. Bye Dưỡng. Trời ơi, tự bển đi bộ qua đây á. Đi qua đây là rủ hai vợ chồng đi ăn. Thôi giờ mình đi về. Lại đó mình băng qua em ơi. Anh mà còn không đủ sức khỏe thì băng Dưỡng đi chứ. Ừ. Dưỡng đi chở gần chợ mễ mà. Đi không nổi rồi. Đi không nổi rồi thôi vừa. Chích ngừa mệt quá, quể quá. Đi không có nổi, mệt quá. Nhưng các bạn ơi. Xuống lóc nữa là tới chỗ lấy thuốc phải không? Ừ. Mình đổi về đây rồi phải không?